Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh cùng học tiếng Việt với Thảo. In the video today, we will learn about two confusing words in Vietnamese. Con rắn. Con rắn. Con rắn. Con rắn. Con rắn means cockroach. On On, con, con, an, an, zan, zan. Gi is pronounced the same with letter Z in English. Zan. dán con dán con dán con dán con dán con rắn con rắn con rắn means snake on on con con ăn ăn Dân Dân in the north of vietnam letter r is also pronounced the same as letter z in english Dân Dân con rắn con rắn con rắn and now we will practice con rắn ăn con rán con rắn ăn con rán con rắn ăn con rán. Con rắn ăn con rán. Thank you for watching my video and see you next time. Bye bye.